Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Hoan hô, Mỹ điều hai tàu chiến cỡ lớn tiến ra ngoài Biển Đông để áp sát con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc nhằm cảnh báo Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn khi gần đây phía Trung Quốc liên tục có những động thái vi phạm luật pháp quốc tế, làm xói mòn lòng tin và làm mất an ninh an toàn cho khu vực Đông Nam Á. Phía chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ ngông cuồng khi công bố phê chuẩn thành lập hai đơn vị hành chính mới có tên gọi là quận Tây Sa và ở quận Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa trên Biển Đông, bất hợp pháp và cực kỳ vô lý. Phía Trung Quốc còn điều một nhóm tàu hung dữ như nhóm tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu do thám, tàu dân quân, tàu đánh cá ngụy trang mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, hộ tống con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10, liên tục xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực để khảo sát trái phép. Chúng còn ngang nhiên đâm chìm tàu cá của ngư dân. Một mặt, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn miệng nói rằng Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình nhất trên thế giới. Trung Quốc cũng muốn làm bạn tốt và 16 chữ vàng với tất cả các nước xung quanh mình. Nhưng những gì phía Trung Quốc đã ấp và đang làm thì hoàn toàn ngược lại. Nhận thấy sự nguy hiểm nói trên, Mỹ hôm qua đã điều gấp hai con tàu chiến cỡ lớn của hạm đội Hải quân Hoa Kỳ đi với tốc độ cao, di chuyển nhanh chóng áp sát vào nơi mà nhóm tàu hải cảnh, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 10 của phía Trung Quốc đang có những hoạt động trái phép ở trên Biển Đông. Và ngay lập tức đụng độ đã xảy ra. Các nhà quan sát cho biết sau khi thấy hai cái tàu chiến cỡ lớn của Mỹ di chuyển vào Biển Đông, nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc đã bí mật cho dàn trận bao vây, đồng thời phát đi tín hiệu xua đuổi tàu chiến của Mỹ. Với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, cũng như bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, theo đúng cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây. Cho nên, hai tàu chiến của Mỹ đã lập tức phát lệnh cho thủy thủ đoàn phối hợp tăng tốc, bẻ lái, đâm trực diện một con tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc. Và cú đâm mạnh đó đã làm cho tàu Trung Quốc bẹp rúm. Một lúc sau, nước tràn vào, làm chìm xuống đáy Biển Đông. Sau khi nhận thấy tàu của mình bị đâm bẹp, nhóm tàu còn lại của phía Trung Quốc đã cho tháo chạy toán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, hôm qua Hải quân của Hoa Kỳ đã xác nhận điều hai tàu chiến hiện đại mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường và máy bay ném bom tiến ra ngoài Biển Đông để áp sát. Đối đầu với Trung Quốc giữa lúc mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho Hải quân của nước này xâm phạm vào vùng biển của Indonesia và Malaysia. Tờ báo của Mỹ còn cho biết, trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động ngông cuồng bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp của quốc tế. Điều đó là không thể nào chấp nhận được. Trung Quốc đã không tôn trọng vùng biển, vùng lãnh hải của các nước trong bối cảnh mà cả thế giới đang tập trung cao độ cho công cuộc phòng chống đại dịch Covid. Thì chính phủ của Bắc Kinh lại ra sức lợi dụng tình hình nói trên, đem quân lính tàu thuyền gây chiến gây gỗ trên Biển Đông, làm mất an ninh an toàn trong khu vực, làm xói mòn lòng tin của các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Hành vi của Trung Quốc là quá ngạo mạn và ngông cuồng, cần phải được trừng trị và trừ khử ngay lập tức. Theo các nhà quan sát cho biết thì rất nhiều nước trong khu vực cũng như là cộng đồng trên toàn thế giới ủng hộ và hoan nghênh Mỹ, Nga hoặc một nước nào đó trên thế giới ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất của thế giới, cũng như bảo vệ các đối tác, các đồng minh, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết Biển Đông đang bị đe dọa mà nguyên nhân không ai khác chính là do phía Trung Quốc gây ra. Do vậy mà ngày hôm kia, đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đã chính thức lên tiếng chỉ trích phía Bắc Kinh. Ông nói rằng Trung Quốc cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng luật pháp của các nước trong khu vực cũng như vùng đặc quyền kinh tế, vùng lãnh hải của các nước. Bắc Kinh cần phải bị loại bỏ và cô lập nếu như gây hấn với cả các nước. Mỹ kêu gọi các nước hãy đoàn kết để ngăn chặn âm mưu thủ đoạn mà Trung Quốc gây ra cho Biển Đông. Ông Lloyd Austin nói rằng, trong thời gian tới, Mỹ sẽ liên tục điều tàu sân bay, điều tàu chiến cũng như là máy bay để xuất hiện dày đặc trên Biển Đông, hòng ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc để bảo vệ đồng minh cũng như đối tác của mình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang rất bận, họ đang dồn toàn lực toàn tâm để ngăn chặn con virus mang tên là COVID. Hoa Kỳ không muốn có một sự căng thẳng hay xung đột nào thêm.
Tuy nhiên, trước một Trung Quốc ngông cuồng, không tuân thủ luật pháp quốc tế, không tôn trọng luật pháp cũng như lãnh hải của các nước trong khu vực, luôn thể hiện ta đây là một nước lớn, đông dân gây sức ép với cả các nước lấy thịt đè người, ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên chính phủ của Mỹ đã quyết định ra tay trừng trị Trung Quốc. Và lần này, Mỹ sẽ không khoan dung, khoan nhượng với cả phía Trung Quốc nữa. Mà lần này, Hoa Kỳ sẽ trừng trị tận gốc Bắc Kinh để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, vào tuần trước, Trung Quốc đã ngang ngược đẩy mạnh yêu sách vô lý chủ quyền trên Biển Đông, với cái gọi là tứ xa để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, với thất bại trong yêu sách đường lưỡi bò sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCI vào năm 2017, Trung Quốc đã đưa ra chiến thuật mới trên Biển Đông, đó là yêu sách tứ xa sai trái và vô lý, cùng với việc gửi các công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bằng các tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính cấp huyện, quản lý quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đang thực hiện việc thể chế hóa cái gọi là tứ xa trong hệ thống quản lý quốc gia, là bước đi mới để thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Tờ báo của Nhật Bản cho biết các hoạt động của Trung Quốc có tác động rất xấu tới hòa bình, an ninh, an toàn, sự duy trì luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là những hành động bắt nạt, cưỡng ép, dùng sức mạnh vũ lực để bắt nạt đối với cả các nước trong khu vực, hòng tuân theo các yêu cầu sai trái, vô lý của phía Bắc Kinh. Do vậy, bằng cách vi phạm luật pháp quốc tế, chính phủ của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại tới quyền lợi của các nước xung quanh khu vực Biển Đông, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tập đoàn khai thác dầu khí của Mỹ và Nga. Chính vì điều đó mà trong một tuần vừa qua, hải quân của Washington và Moscow liên tục cho tàu chiến mang theo máy bay và tên lửa xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, trong cả bối cảnh mà các nước ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, các hành động của Trung Quốc đã phá vỡ lòng tin, làm cho việc đàm phán COC trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và nếu như Việt Nam cũng như các nước trong khối ASEAN không khéo léo và xử lý phù hợp với cả phía Bắc Kinh, các hoạt động trên biển có tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một cuộc xung đột vũ trang giữa một bên là Trung Quốc và một bên các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, cần chú ý rằng từ khoảng nửa cuối năm 2019 tới nay, phía Trung Quốc liên tục điều con tàu địa chất Hải Dương 10 thăm dò tài nguyên vùng EZ và thềm lục địa của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines, Brunei. Về mặt chính trị và kinh tế, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn dùng sức mạnh để áp đặt các nước xung quanh ở Biển Đông, buộc các nước này phải chấp nhận yêu sách vô lý và trái phép của mình. Bắc Kinh cũng đã triển khai rầm rộ các tàu để tập trận trên Biển Đông, để thị uy sức mạnh cũng như dung oai với cả các nước trong khu vực, hòng thách thức thế giới và thách thức Mỹ. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang triển khai thực hiện tất cả các biện pháp chính trị, quân sự, ngoại giao, quản lý hành chính nhà nước và trên thực địa nhằm thực hiện hóa những yêu sách sai trái của mình trên vùng biển này. Bắc Kinh đang lợi dụng luật pháp quốc tế để thực hiện một cách rất bài bản các bước đi nhằm chiếm đóng các quần đảo của các nước trong khu vực. Trong lúc cả thế giới đang dồn lực chống dịch, Trung Quốc lại tranh thủ đánh úp cộng đồng quốc tế bằng những hành động trái với cả luật pháp quốc tế, tác động xấu tới hòa bình, an ninh và ổn định trên vùng biển này. Với tính chất ngang ngược và bất chấp luật pháp như thế, trong thời gian tới, Trung Quốc có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động nguy hiểm lớn hơn. Các nhà nghiên cứu về Biển Đông đưa ra khuyến cáo đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ và Nga. Trong thời gian này, phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc. Các nước phải thường xuyên điều tàu khu trục, điều tàu tuần duyên, tuần tra, liên tục giám sát các vùng biển của mình, bảo vệ các biển đảo của mình, bảo vệ Biển Đông trước sự tăng cường gây sức ép của phía Trung Quốc. Và chỉ có như vậy thì mới ngăn chặn được sự bành trướng cũng như là ngăn chặn đứng những cái âm mưu thủ đoạn nham hiểm mà phía Trung Quốc gây ra cho Biển Đông. Và chắc chắn trong thời gian tới Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì các bước đi xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc được cho là rất bài bản. Chúng ta phải hết sức dè chừng. Các tin tức lúc đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.